Trời ơi, mày nấu này hoài, ăn ngán quá à. Thịt gì đâu mà ngày nào cũng ăn thịt hoài. Ăn đi cho có chất. Con trai lớn gì đâu mà tao nó để móng giò hả? Móng nào không ấy nó cứng như trâu vậy đó. Yeah. Cái gì vậy? Hơi quá, cắt gì cắt quá, đau quá. Thôi được rồi, để máu cơ nha. Đó, đó, đây mày cắt, mày cắt nhẹ nhẹ nhẹ. Tại mắt nó kém quá, tao cắt nhiều khi nó phạm vô thịt chút xíu. Đó, ở với mẹ, mẹ cưng như trứng vậy đó. Mốt lấy vợ về rồi không biết có con nào nó có chịu ngồi cắt móng chân cho con tôi không. Tự cắt thì mày lo vậy. Thật rồi đó. Đẹp rồi ông ơi. Mày cho con ly nước mà. Đúng rồi, quên nữa, nãy giờ mẹ quên rót cho. Uống nước đồ vô. Đó. Để mắt ngẹn. Ở đây đây, mẹ vô mẹ múc thêm cho ăn. Thôi, con no lắm rồi. Ăn cho nó khỏe. Tao mập, tao khỏe, tao có sức khỏe, hiểu không? Ăn vô. Mẹ ơi. Cái gì? Hả? Bạn con á, nó giờ nó chạy mô tô hết rồi. Con chạy xe Tiga nó chê con giống con gái. Giờ chưa có bồ đồ. Buồn quá à. Giờ con làm sao mẹ? Mô tô hả? Nhiêu tiền? Thì giờ xe con bán chắc được khoảng 30. Thì cái chiếc mô tô đó khoảng tầm 400 mấy 500. Cái mình bù khoảng chút à. Trời đất ơi con ơi, mày phải liệu cơm gắp mắm chứ con. Mày biết cái nhà này con mình tao đi làm, ba mày ở không suốt ngày, tiền đâu mà 400-500 triệu mà đổi xe cho mày. Không, nhưng mà nó đẹp lắm mẹ. Con ngồi lên là con nói thiệt mẹ là chở dâu về liền. Lên con đi. Thôi không có mua, tốn tiền. Thôi đi mẹ. Mẹ. Thôi không có bị dụ ông ơi. Mẹ. Mẹ. Rồi để mẹ ráng mẹ lo, mẹ mượn ai gom góp đủ 350 rồi mẹ đưa cho mua. Thôi bạn cũng không đoán người khác bây giờ mẹ, bây giờ thì bây giờ nói bạn bè nó đợi chút xíu đi, mẹ đủ tiền mẹ mới mua được chứ. Còn không nó có hỗ trợ vay vốn ngân hàng trả góp không mà mua trả góp. Để con qua con hỏi nó đi. Ừ. Để con đi qua nhà kế bên này. Hỏi liền đi, hỏi liền đi. Không được là cho mẹ hay nghe không? Mày xách tô cơm đi đâu vậy? Qua con hỏi nó. Trời ơi, không biết ai chịu lấy nó nữa trời. Khổ. À da, giờ kiếm đâu ra tiền cho con trai mua xe đây. Mẹ có tiền mà cho con mượn đỡ 200 triệu đi. Cái gì? 200 triệu. Xong rồi con trả lại mẹ liền. Trước giờ là con chưa bao giờ con mượn tiền mẹ đúng không? Nhưng mà con uy tín, lần này là con sẽ mượn xong rồi con trả mẹ liền. Mẹ yên tâm. Con mua cái xe mô tô cho thằng Bông. Tội nghiệp nó. Nó không có xe đi. Đó, bây giờ con mua cho nó cái xe mô tô 350. 350? Dạ. Để 200 ngàn thì có chứ 200 triệu thì không có nha. Giỡn hoài. Ba con đưa tiền cho mẹ con biết mà. Thiệt. Mẹ nhiều tiền lắm. Ba con đưa đi. Thì ba con đưa cho mẹ biết là nó có bao nhiêu tiền thôi. Mẹ đâu có giữ tiền đâu, tiền nó nằm trong ngân hàng hết chứ. Thì giờ mẹ rút ra mẹ cho con mượn đi, con mua xe cho thằng Bông rồi con mẹ trả lại. Mẹ không rút cũng đâu phải là mẹ đứng tên đâu, mẹ người nước ngoài làm sao đứng tên. Chứ mẹ không có tiền. Mà con làm gì mà tự nhiên mua cho Bông nó chiếc xe vậy? Muốn mua thì kêu tự mua đi. Trời ơi, nhỏ còn đi học mà tiền đâu mà mua mẹ. Nghe mẹ nói nè. Sao? Dạ. Mình có một đứa cháu thì nó mới đầu 20 tuổi thôi. Mà nó từ nhỏ, nó từ 18 tuổi là nó biết đi làm. Ai rồi ai? Nó cháu còn... mẹ hả? Đúng rồi. Ở đâu? Bên Hàn Quốc á. Nó tự đi làm xong rồi nó tự kiếm tiền, nó đóng học phí rồi nó tự làm ăn. Nhiều khi cháu mẹ nó có sức khỏe, nó đi làm được.
Còn mẹ nhìn đi, thằng Bông nhà mình nó yếu ớt lắm. Nó không có sức khỏe để nó đi làm. Nó không có sức khỏe mà nó cái người nó tại sao vặn vỡ như vậy được? Nó bị phù thủng đó. Phù thủng gì? Nó bự vậy chứ người nó nước không à. Nó yếu lắm. Ui, nó thấy tội thấy thương lắm. Con làm như vậy là hư con hết á. Đâu có sao, thì mai mốt lấy vợ thì nó khác. Bây giờ chưa có vợ, mình nó sống với mình phải lo cho nó. Rồi biết rồi, không nói nữa, nói chuyện không có được gì hết á, không có hiểu nhau. Ui, thôi thôi bác mẹ là... cuối cùng chốt lại có cho mượn tiền mua xe cho con. Ôi trời ơi, đưa tiền cái gì bây giờ, 200.000 đồng con tôi cũng chưa có nữa mà làm sao cho mượn 200 triệu. Thôi 50 cũng được, 50 triệu cho mượn. 50 triệu bây giờ tôi nói rồi là trong túi của tôi nó, bây giờ túi cũng không có nè, tiền bạc cũng không có nè, bây giờ bán tôi đi có ra tiền không? Hồi đó giờ nhiều người đồn mẹ keo lắm mà bây giờ con mới tin mẹ keo thiệt luôn á. Từ trước tới giờ trong cái nhà này chưa bao giờ mẹ bỏ ra đồng cắt bạc là mẹ mua đồ ăn cho cái nhà này ăn luôn á mẹ. Vấn đề là như vậy nè, tiền thì ba con đang giữ hết. Mẹ thì đâu có đi làm đâu, mẹ không có kiếm tiền thì mẹ ăn phận đấy. Trời ơi, con nói thiệt, bây giờ tiền mình kiếm được mình xài đi. Sống nay chết mai, mà lỡ mẹ kiếm được tiền nhiều quá ngày mai mẹ chết mẹ đâu có xài được. Mẹ hiểu không? Không hiểu hết. Không hiểu gì hết á. Nói tới chuyện tiền bạc là mẹ không hiểu. Không hiểu gì hết á. Không hiểu gì hết á. Mẹ. Gì? Thôi vậy thôi, mẹ không cho mượn rồi. Thôi ba đâu rồi? Ba hả? Mượn ba. Ba đi ra ngoài rồi. Ra ngoài làm gì? Nói chung là ba con á bây giờ đi ra sân bay á đón cháu của mẹ rồi. Ủa? Ủa cháu mẹ về hả? Hôm nay về nè. À, về nhà mình. Đúng rồi, về nhà mình đó. Ủa sao tự nhiên về nhà mình vậy? Thì nó kiếm được tiền nhiều quá, nó muốn du lịch này nọ thì mẹ nó là mẹ kêu đến Việt Nam rồi đó. À vậy hả? Tại. Ủa. Em tới rồi hả? Ôm cái. Trời ơi. Ôi chồng ơi nhớ quá trời. Ba ôm cái. Ôm vô cái mỏ mày bây giờ. Ba đâu thương con gì chứ trời. Nè bà coi. Nghi ba. Ba. Vô đi con. Ai á? Cháu ơi. Gì đây nè? Ồ, Imo. Ồ, 안녕. 왔구나. 여기 앉아. 여기 앉아. Imo 과야 không? 과야 lắm. Ồ, con nhớ Imo lắm luôn á. Trời ơi. Sao mà nó càng ngày càng đẹp trai ra vậy? Dạ, tại vì vừa giờ làm tiền nhiều quá không biết để đâu hết Imo à. À, chị ra là vậy. Imo ở đây là... Con của chồng mình. À. Chồng của gì á? Đây là dễ, con phải chào sao Imo hả? Con cứ xin chào là được rồi. À, cháu của mẹ hả? Đúng rồi. Là gia giới bằng nhau. Chào em. Chào em. Kêu bằng em. À, anh chào. Anh chào em hả? Không. Chứ phải chào. Chào cô. À, chào cô. Ủa sao kỳ vậy, cháu của mẹ sao kêu bằng cô? Ý là mặt mày già đó. Chào thì chào mẹ ơi. Ủa sao nó Hàn Quốc mà nó biết tiếng Việt vậy? Dạ, con là hướng dẫn viên du lịch cho người Việt ở bên Hàn Quốc. Thấy dạ. Chưa? Ô, hai, uống nước con. Dạ. Ủa cô à, ở nhà là cô làm gì cô hả? Làm mẹ. Dạ. Rồi ở Hàn Quốc con làm gì? Dạ, con nói rồi, con làm hướng dẫn viên du lịch cho người Việt. Dạ, rồi. Con năm nay 23. 23 dạ. Tuổi. U 23. Vẫn còn trẻ ha. Dạ. Nhỏ. Biết đáp bài không con? Dạ con biết cái gì con đá cũng được hết. À. Dạ. Ở bên Hàn Quốc thì con cũng có làm nhiều việc lắm, con phải kiếm tiền lo cho gia đình con, lo cho ba mẹ con nữa. Lâu lâu con có về Việt Nam lấy lạp xưởng qua bên Hàn Quốc bán luôn. Thấy chưa? Nói chung là đó. Mình kinh doanh mọi thứ. Rồi mua nhà cửa xe gì có gì chưa? Dạ mua xe rồi. Ba mẹ con bộ không lo được cho con, sao con phải buông chải sớm vậy con? Dạ có lo được chứ, nhưng mà con không có cần, con muốn tự lập. Trời đất ơi. Quá. Vậy đó mà thằng cháu tôi á, mày lo cho nó hoài, mày dạy hư nó không ra. Đúng rồi. Đi nè chồng ơi, cái này nè, cái cách móng móc cũng hồi nãy tôi cắt móng chân cho Bông luôn á. Trời ơi. Mày nó đang ngồi ăn cơm, cái tay nó bận thì con cắt móng chân cho nó có gì đâu. Thấy không? Mày nó rồi, nó đâu? Nó chạy qua nhà bạn nó hỏi giá cái xe mô tô 350 triệu con định mua cho nó. Đúng rồi. Mày nói gì? Mày nói lại coi. Định mua cho Bông cái xe mô tô 350 triệu. Tiền không có mà ăn, đi mua xe mấy trăm triệu. Kéo gì đây cho tao. Ông ngoại.
Ủa, anh Giang Siêu luôn. Nè, mặc đồ kìa. Mẹ mua xe gì? Hả? Mua xe gì? À, mua xe gì? Trời ơi, ba, cái gì vậy ba? Cháu nó còn nhỏ. Ngoại, thương ngoại thương con. Làm cũng ra tiền nè, già cái đầu nè. Cơm thì đó, chạy tung tăng, mua xe mấy trăm triệu. Ở đâu ra tiền dư thừa vậy? Nó định mua thôi. Nhìn nhà người ta đi. Nè, con nhà người ta nè, 23 tuổi nè, bán lập xưởng mà làm giàu nè, có nhà có xe nè, lo cho cha mẹ nè, còn bậy mày hành cha mẹ ông bà không à? Thì ngày mai kêu nó lấy lập xưởng về bán chứ có gì đâu, ha con ha. Thì mua vé con qua Hàn Quốc, con đem kim chi đi con bán làm giàu ở đây. Nó lại đang tuổi ăn tuổi học mà bắt nó đi làm. Rồi còn đi học với cô. 20... Chắc là ở lại lớp nhiều lắm mà. No, tập đã học, chú duyên. Dạ. Cao học. Không cao tuổi là... học sao gọi cao học được, đúng không? Nè, ông nói với con nghe, con cứ dày hoài thì không có con gái nào mà nó đếm xỉa gì tới con đâu. Đúng không rồi có đó. Đứa nào đếm xỉa tới con đâu. Ê dài dài. Ai không, nói, ai ông nói. Ông ngoại ơi. Nè, ông ngoại không nói học cao học là cháu, nhưng mà con phải biết sắp xếp thời gian học để sao, để đỡ đần cho cha mẹ. Và chứ thời gian, phải... có thời gian học thì cũng có thời gian đi làm việc mà. Đúng chồng rồi, ơi. Trời ơi. Chứ đâu phải là suốt ngày, ngày nào cũng học đâu. Bây giờ thân già rồi nè, con phải làm, con kiếm tiền, con lo cha mẹ. Chứ chả lẽ con bắt cái cha mẹ con cứ ở ké nhà của ông ngoại hoài sao? Ủa rồi mốt ba chết cái nhà này của con mà ké gì? Mà sao đem ngoại nhiên la con nhiều quá? Lo cho cái tương lai của con, nhìn con nhà người ta nè. Đứng lên coi. Dạ. Đây bông cũng đứng lên mày coi. Mày đứng qua đây coi. Đây đứng ra đây luôn coi. Ui chà, chiều cao còn thấp. Rồi mặt cũng ngang mà. Cái gì mày cũng thua. Cái thua lớn nhất rồi. Của mày là cái định hướng và cách sống. Hiểu chưa? Nói chung là bông nó nhiều á, là nó chỉ có cái tuổi nó nhiều hơn thôi. Ngoài ra thua hết á. Chú à, hay là chú đừng có lo, chú cho anh bông đi theo con đi. Con có thể giới thiệu việc làm cho anh bông được. Ở bên Hàn Quốc là con làm hướng dẫn viên du lịch, thì anh bông qua bển anh bông làm lơ xe được. Gì vậy? Thôi đi, đừng có ai nói gì con ở đó, con đẻ ra con lo cho nó được. Bông gì mà chơi ba thằng nhỏ mà vậy? Này đâu ra tự nhiên về đâu đây đó. Bông ơi. Đó, vẫn có người mê con mà ông ngoại. Em qua đây, em qua đây nha. Mời con. Qua đây coi. Nhỏ đặc biệt gia đình có chuyện nó xuất hiện à. Đó có người mê con mà nói chuyện. Mê nó. Cháu ngồi đi, cháu. Đây là Oh, don't put me down at your veranda. Why child, I'm not so proud. 항상 너의 곁에서. Con, ông ơi, đừng ăn thịt nó con, đừng ăn thịt nó từ từ con. Đây là cháu của bà trẻ. Ô, chị chó. Bà. Ờ. Thế. Ủa, ở bên đây là có bình thường không vậy? Đây là đứa cháu hàng xóm. Nó đẹp, nó xinh, nó không có bị gì hết trơn, chỉ thiếu chút não thôi. Tức ghê. Ok. Đó, thấy chưa? Bây giờ đó, mày không còn gì hết, mày cuộc đời mày mất tất cả rồi. Đi vô ngủ, cho mấy đứa trẻ tâm sự đi. Chán thiệt cái gia đình. Ủa, vậy tối nay con ở đâu? Hả? Tối nay, vô phòng của anh Bông ngủ. Dạ. Ủa, rồi Bông nó ngủ đâu ba? Phòng khách. Cái gì trời vậy? Ba! Trời ơi, không có được ba ngủ phòng khách mũi căng thằng nhỏ ba ơi ba! À, anh chào em. Em chào anh. Ủa, em có thể nói chuyện bình thường được không? Em nói chuyện chờ. Giờ tôi biết lòng cô rồi nha. Ồ, anh ghen hả? Từ trước đến giờ tôi không bao giờ tôi sai nha. Ôi, anh biết ghen rồi kìa, trời ơi, bữa nay tôi thấy tôi có giá quá. Anh ơi, anh ghen với em thiệt hả? Thôi, không nói nhiều. À, thôi hai người đi chơi rồi đi, uống cà phê đi. Ở đây làm chi? Anh à, hả? Cuộc hẹn gặp nhau lần đầu tiên hả? Thì có thể cho em được mời anh một ly cà phê được không? Anh hơi lo cho tương lai của anh nhưng mà không sao, anh đi luôn. Đi. Chết mày à con. Chết mày à con. Cái gì do mẹ? Do mẹ là do mẹ cưng chiều mày quá đó. Cũng nói mày đừng có cưng con, ai mà mẹ cưng con. Giờ hôm nay con bị làm nhục mày thấy không? À cái thằng này. Mày nói mẹ mày vậy hả? Bây giờ tao thương mày mà mày cũng nói tao nữa hả? Nói giờ mày dùm nhục giờ sao? Mày con ruột mẹ. Mẹ phải thương mày, mẹ cưng chiều mày vậy. Chứ mày thử mày con ngoài đường người ta ở không tao cưng chiều mày hả? Cho bây giờ tao cũng nhục chứ một mình mày nhục à? Bây giờ làm sao? Rồi chuyện này là tại con đó. Sao tại con?
tại con hư hỏng quá à. Con hư đâu, con làm đi gian mẹ nói con hư. Con nói đi làm mẹ cũng không cho để mẹ lo. Đúng không? Học đi, học đi, học đi. Vợ... Vợ gì? Thấy con cái người ta không? Nó bán lạc xưởng không mà nó giàu đó. Chắc bỏ nhà đi nơi khác quá. Ở nhà gì mà toàn bị làm nhục quá. Cái gì vậy con? Thôi trời ơi mệt quá con, với cái nói một tiếng là bỏ đi à. Cái gì? Ra đây, bước ra đây. Nhanh lên, bước ra đây. Ba bị làm nhục đủ không ngoại? Bước ra đây. Nằm xuống, ba. Nhanh lên. Nằm xuống nhanh lên. Ngoại nhanh, mất thời gian lắm. Ba đừng có đánh cháu nó tội nghiệp mà ba. Nè, bao nhiêu tuổi rồi? Hiểu không? Hả? Mà con đi ba, đừng có đánh mà ba. Hả? Học cũng dở, làm ăn thì không biết làm, suốt ngày dòi dữ. Xỉu. Bao nhiêu tuổi đầu rồi? Thấy con nhà người ta chưa? Từ... Tại mẹ con không cho con đi làm chứ bộ. Cãi nữa hả? Người lớn nói mà cãi hả? Từ ngày hôm nay là phải sống khác đi nghe chưa? Chứ cái sống cái kiểu đó không đáng mặt sống nghe chưa? Đứng lên. Ôi, đứng lên ghế ngồi nghe không? Ôi đây mày ẩm, đây đàn mày ông ẩm. Nhanh nhẹn lên chứ. Đây mày ẩm lên. Khỏi ẩm. Nằm xuống. Nằm xuống. Ủa ba đánh nó rồi, ba bắt nó nè. À con còn. Nằm xuống. Thôi nằm đại đi, ngoại la. Bao nhiêu tuổi đầu? Có chồng có con rồi. Dạy con hư hỏng. Con hư là tại mẹ. Cái điều tốt thì không dạy nó, mà cái điều xấu. Không phải con. Cưng chiều nó phải đúng. Con mà ai không thương? Tại con có một đứa. Bao nhiêu tiền chiếc xe đó mà đòi mua? Hả? Thấy con nhà người ta chưa? Được giáo dục tử tế thì con sẽ thành tử tế. Còn giáo dục sai là nhân cách sai. Từ ngày hôm nay phải sống khác đi. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Sống cái kiểu đó thì con cái ứng xử hết. Dạ được rồi ba ơi, con hiểu rồi, con biết lỗi của con rồi ba. Dạ con hứa từ nay về sau con sẽ không có cưng chiều con như vậy nữa. Dạ. Xin lỗi ông ngoại, từ nay sắp tới con sẽ thay đổi mà. Tao cũng sai khi tao đẻ ra mày. Con mà ba. Chứ bây giờ thì mẹ lớn như vậy mà ông ngoại còn đánh mẹ đó là tại con đó. Ông ngoại quýnh nhẹ thôi, con quýnh ngon mới mạnh nè. Giờ đi không nhẹ nổi luôn. Nhẹ khỉ gì, tại con hết đó. Tại mẹ. Tại con. À, tại mẹ. Tại con. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với chương trình 7 nụ cười. Từ cái tán này thì khác chị nha. Lúc mà tụi tôi học trò nhỏ á, đi học á thì có hôn nhau rồi. Cái gì? Hôn nhau rồi hả? Đừng giỡn với tôi. Đụng tới vợ của tôi là all smash lips bình trà liền nha. Ok. Nguyên dòng họ em đè cao ra bẻ răng, không còn thấy nào hết chơi hết rồi. Em biết anh xấu như vậy thàm để anh chết luôn, không cứu luôn cái thiệt á. Rồi bây giờ em còn kìm ba, em chê ca, em phỉ bán như mặt ca. What's my name, what's my name? Say it louder. What's my name, what's my name? Feel the power. Đào ơi! Đào ơi! Đào ơi! Đào ơi! Đào ơi! Chết tôi đi!